Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm trước Lụa đã tổng hợp xong đề thi thử của tiểu bang Minnesota. Hôm nay Lụa đã tổng hợp tiếp theo đề thi lý thuyết lái xe của tiểu bang Minnesota mà được một tổ chức chuyên bán đề thi lý thuyết lái xe ở các tiểu bang họ bán. Thành ra Lụa tổng hợp đề này hy vọng rằng giúp quý cô chú anh chị ôn tập tốt hơn cho phần thi lý thuyết của mình. Và tiếp theo sau cái đề này Lụa sẽ dành thời gian đọc qua sổ tay lý thuyết lái xe để quý cô chú anh chị có thêm một cái audiobook mình mở nghe khi mình làm việc nhà mà mình vẫn ôn được bài. Quý cô chú anh chị nếu thấy video này hay thì xin để lại ý kiến ở phần bình luận hoặc là bấm like để cho những người sau người ta cần có thể thấy được video này một cách dễ dàng nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào câu hỏi số 1. Câu số 1: Không bao giờ vượt qua ở khúc cua hoặc đồi nơi bạn không thể nhìn rõ đường phía trước trong khoảng cách bao xa. A. Ít nhất 500 feet. B. Ít nhất 700 feet. C. Ít nhất 300 feet. D. Ít nhất 100 feet. Đáp án là câu B. Ít nhất 700 feet. Câu số 2. Biển báo này có ý nghĩa gì? A. Cầu hẹp phía trước, đi chậm. B. Đang nhập làn phía trước, dừng lại rồi đi tiếp. C. Ra khỏi làn bên phải, trừ xe buýt. D. Đường rẽ phía trước, chậm đến tốc độ an toàn. Đáp án là câu D. Biển báo này là đường rẽ ở phía trước, phải chậm đến tốc độ an toàn. Câu số 3. Bạn phải làm gì khi đến gần hoặc vượt qua một chiếc xe cấp cứu đang dừng với đèn nhấp nháy trên đường có hai làn cùng hướng với bạn? A. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm. B. Giảm tốc độ và di chuyển vào làn xa nhất so với xe cấp cứu. C. Dừng lại. D. Quay đầu xe. Đáp án là câu B. Bạn cần phải giảm tốc độ và di chuyển vào làn xa nhất so với xe cấp cứu. Câu số 4. Khi hai xe đến ngã tư cùng lúc và không có đèn giao thông hoặc tín hiệu giao thông ở đó thì A. Xe nào ra tín hiệu trước sẽ được quyền ưu tiên. B. Xe bên trái phải nhường xe bên phải. C. Xe nặng hơn sẽ được quyền ưu tiên. D. Xe bên phải nhường xe bên trái. Đáp án đúng là câu B. Xe bên trái phải nhường xe bên phải. Câu số 5. Bạn phải duy trì khoảng cách an toàn giữa xe của bạn và xe phía trước bằng cách sử dụng A. Quy tắc 2 giây. B. Quy tắc 1 giây. C. Quy tắc 4 giây. D. Quy tắc 3 giây. Đáp án là câu D, là quy tắc 3 giây. Câu số 6. Nếu người đi bộ đang ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hoặc không có vạch kẻ, bạn phải A. Dừng lại và đợi cho đến khi người đi bộ đi qua. B. Giảm tốc độ và tiến hành một cách thận trọng. C. Không dừng xe. D. Tăng tốc độ và băng qua vạch kẻ đường một cách nhanh chóng. Đáp án là câu A. Dừng lại và đợi cho đến khi người đi bộ băng qua. Có nghĩa là người đi bộ đang ở trên đường mà cái có vạch cho người đi bộ hoặc là không có vạch cho người đi bộ. Thì dù có hay không, lúc nào người đi bộ cũng có quyền ưu tiên. Xe phải dừng lại và nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ. Câu số 7. Biển báo này chỉ ra điều gì? A. Khu vực trường học. B. Trạm xe buýt. C. Bệnh viện. D. Vạch qua đường dành cho người đi bộ. Đáp án là câu A. Đây là biển báo, báo khu vực trường học. Câu số 8. Khi rẽ phải, hãy nhìn phải và trái. Nhường quyền ưu tiên và xoay vô lăng bằng A. Kỹ thuật tay trên tay hay là chéo tay. B. Kỹ thuật hai tay. C. Kỹ thuật một tay. D. Kỹ thuật tay không. Đáp án là câu A. Kỹ thuật chéo tay. Câu số 9. Trên đường đô thị hoặc đường thị trấn, giới hạn tốc độ hợp pháp trong điều kiện lái xe lý tưởng là bao nhiêu, trừ khi có biển báo giao thông chỉ dẫn khác? A. 30 dặm một giờ. B. 10 dặm một giờ. C. 55 dặm một giờ. D. 50 dặm một giờ. Đáp án là câu A, 30 dặm một giờ. Câu số 10. Hiện tượng trượt nước một phần của chiếc xe chở khách thông thường có thể bắt đầu ở tốc độ thấp tới bao nhiêu? A. 35 dặm một giờ. B. 55 dặm một giờ. C. 45 dặm một giờ. D. 65 dặm một giờ. Đáp án là câu A, 35 dặm một giờ. Câu số 11. Bạn có nhiều khả năng sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi hơn nếu bạn sử dụng cái gì cùng nhau? A. Dây an toàn bụng và vai. B. Dây an toàn vai và đèn khẩn cấp.
C. Giang toàn bụng và mũ bảo hiểm. D. Không có cái nào trong số ở trên. Đáp án là câu A, là sử dụng dây an toàn ở bụng và dây an toàn qua vai. Câu số 12. Khi vượt xe khác, bạn phải A. Quay lại bên phải đường trước khi đến gần xe ngược chiều trong phạm vi 100 feet. B. Quay lại bên trái đường trước khi đến gần xe ngược chiều trong phạm vi 200 feet. C. Quay lại bên phải đường trước khi đến gần xe ngược chiều trong phạm vi 200 feet. D. Quay lại bên trái đường trước khi đến gần xe ngược chiều trong phạm vi 100 feet. Đáp án là câu A. Khi vượt xe khác phải quay lại bên phải đường trước khi đến gần xe ngược chiều trong phạm vi 100 feet. Câu số 13. Nếu bạn lái xe chậm hơn các phương tiện khác trên đường cao tốc, hãy giữ xe của bạn ở làn đường nào? A. Gần bên phải đường nhất. B. Gần giữa đường nhất. C. Gần bên trái đường nhất. D. Xa nhất so với lề đường. Đáp án là câu A. Gần bên phải đường nhất. Có nghĩa là lái xe chậm hơn thường đi làn đường bên phải. Câu số 14. Biển báo này có ý nghĩa gì? A. Một con đường phụ phía trước. B. Một biển báo nhường đường phía trước. C. Một nhà trọ thanh niên phía trước. D. Một ngã tư chữ Y phía trước. Đáp án là câu D, một ngã tư chữ Y phía trước. Câu số 15. Khi bạn muốn đổi làn đường hoặc rẽ, bạn phải làm gì để thông báo cho những người lái xe khác về ý định của mình? A. Báo hiệu trước ít nhất 25 feet. B. Báo hiệu trước ít nhất 75 feet. C. Báo hiệu trước ít nhất 50 feet. D. Báo hiệu trước ít nhất 100 feet. Đáp án là câu D, cần báo hiệu trước ít nhất là 100 feet. Câu số 16. Biển báo này có nghĩa là gì? A. Đường sắt phía trước đang đóng để sửa chữa. B. Một tuyến đường sắt mới đang được xây dựng. C. Một đường ngang đường sắt ở phía trước. D. Đường bộ phía trước đang đóng để sửa chữa. Đáp án là câu C, một đường ngang đường sắt ở phía trước. Câu 17. Khi bạn nhìn thấy biển báo hình tam giác phản quang ở phía sau xe, bạn nên A. Điều chỉnh tốc độ hoặc chuẩn bị chuyển làn. B. Tăng tốc độ và vượt xe. C. Dừng hẳn. D. Thực hiện bất kỳ hành động nào ở trên. Đáp án là câu A, điều chỉnh tốc độ hoặc là chuẩn bị chuyển làn. Câu số 18. Khi lái xe ô tô được trang bị túi khí, không đặt tay trên vô lăng ở vị trí A. Vị trí 9 giờ và 3 giờ. B. Vị trí 10 giờ và 2 giờ. C. Vị trí 8 giờ và 4 giờ. D. Bất kỳ vị trí nào ở trên. Đáp án là B. Vị trí 10 giờ và 2 giờ. Câu 19. Hoạt động nào sau đây là bất hợp pháp đối với người có giấy phép tạm thời khi thực hiện trên điện thoại di động của họ trong khi lái xe? A. Nhắn tin. B. Nói chuyện. Cả A và B. Không phải A hoặc B. Đáp án là cả A và B. Câu 20. Biển báo này có nghĩa là gì? A. Đường trơn trượt, đi chậm. B. Có một khúc cua gấp gần đồi, đi chậm. C. Có một con đường sỏi với những khúc cua gấp phía trước, hãy tiến hành một cách thận trọng. D. Có một con đường quanh co ở phía trước, hãy đi theo các biển báo. Đáp án là câu A. Đây là biển báo đường trơn trượt, đi chậm. Câu 21. Biển báo này có nghĩa là gì? A. Phía trước có ngã tư, chuẩn bị nhường đường. B. Phía trước có đường phụ, chú ý xe cộ đi vào đường. C. Phía trước có ngã tư chữ T, nhường đường cho xe cắt ngang. D. Phía trước có trung tâm thông tin du lịch, dừng lại nếu muốn. Đáp án là câu C. Báo là phía trước có ngã tư chữ T, cần nhường đường cho xe trên đường ngang qua. Câu 22. Biển báo này có nghĩa là gì? A. Một cây cầu hẹp phía trước. B. Một khu xây dựng phía trước. C. Một dải phân cách phía trước. D. Một xe cày tuyết phía trước. Đáp án là câu A. Đây là một cây cầu hẹp phía trước. Câu 23. Bạn đang ở ngã tư đường. Một xe cấp cứu đang nhấp nháy đèn đỏ và hú còi hoặc chuông đang đến gần. Bạn nên làm gì? A. Tấp vào bên trái ở ngã tư đường. B. Tăng tốc độ và tiếp tục đi. C. Đi qua ngã tư đường rồi tấp vào lề. D. Tấp vào bên phải ở ngã tư đường. Đáp án là câu C, cần đi qua ngã tư rồi tấp vào lề. Câu 24.
Khi bạn thấy xe buýt trường học dừng lại với đèn đỏ nhấp nháy và có tay dừng của nó được mở rộng, bạn phải làm gì trừ khi nó dừng ở phía đối diện của một con đường tách biệt là có dãy phân cách? A. Đổi làn đường và tiến hành thận trọng. B. Dừng cách xe buýt ít nhất là 20 feet. C. Dừng cách xe buýt ít nhất là 40 feet. D. Giảm tốc độ và tiến hành một cách thận trọng. Đáp án là câu B. Cần dừng cách xe buýt ít nhất là 20 feet. Câu 25. Một làn đường ở giữa các làn đường giao thông đối diện có thể được chỉ định cho việc gì? A. Chỉ rẽ phải. B. Chỉ rẽ trái. C. Vượt. D. Là tất cả những điều trên. Đáp án là làn đường ở giữa này chỉ dành cho rẽ trái. Câu 26. Một vật trắng nét đứt bên cạnh làn đường của bạn có nghĩa là bạn có thể làm gì? A. Giảm tốc độ. B. Đổi làn đường. C. Tăng tốc độ. D. Rẽ trái. Đáp án là câu B. Là vật trắng nét đứt thì có thể vượt để chuyển làn. Câu 27. Không được phép lùi xe trên đường cao tốc hoặc đường đi nhanh trừ A. Xe tải lớn. B. Xe máy. C. Xe cứu thương. D. Thiết bị nông nghiệp di chuyển chậm. Đáp án là câu C. Trừ xe cứu thương. Câu 28. Nếu một người đi bộ khiếm thị đang đợi ở vạch qua đường với một cây gậy trắng hoặc một con chó dẫn đường, A. Hãy sử dụng kèn xe để báo hiệu cho họ biết sự hiện diện của bạn. B. Hãy giảm tốc độ và đi chậm. C. Đừng sử dụng kèn xe hoặc tăng ga. D. Hãy tăng tốc độ và di chuyển nhanh. Đáp án là câu C. Đừng sử dụng kèn xe hoặc là tăng ga. Câu 29. Nếu bạn thấy đèn vàng sáng ổn định khi đến gần ngã tư, bạn phải A. Tiếp tục đi với tốc độ như vậy. B. Tiến hành một cách thận trọng. C. Tăng tốc độ. D. Dừng lại nếu có thể. Đáp án là câu D. Đèn vàng là dừng lại nếu có thể. Câu 30. Luật tốc độ cơ bản của Minnesota yêu cầu bạn phải lái xe như thế nào trong điều kiện hiện tại? A. Ở tốc độ nhanh hơn mức hợp lý. B. Ở tốc độ 70 dặm một giờ. C. Ở tốc độ không nhanh hơn mức hợp lý. D. Ở tốc độ cao hơn giới hạn tốc độ đã được đăng. Đáp án là câu C. Là phải lái xe ở tốc độ không nhanh hơn mức hợp lý. Câu 31. Vào ban đêm, khi bạn ở trong phạm vi 1.000 feet của một xe ngược chiều hoặc đi sau một xe khác trong phạm vi 200 feet, bạn phải A. Sử dụng đèn pha chiếu gần. B. Không sử dụng đèn pha của bạn. C. Sử dụng đèn khẩn cấp. D. Sử dụng đèn pha chiếu xa. Đáp án là câu A. Sử dụng đèn pha chiếu gần. Câu 32. Một cái gì là sự kết nối của một đường cao tốc với một con đường hoặc một đường cao tốc khác thông qua một loạt các đường dốc? A. Làn tăng tốc. B. Đường dốc ra. C. Nút giao thông. D. Đường dốc vào. Đáp án là câu C. Là nút giao thông. Câu 33. Trên đường cao tốc bằng phẳng, mất khoảng bao lâu thời gian để vượt qua một chiếc xe thương mại so với vượt qua một chiếc xe ô tô chở khách? A. Dài hơn 1 giây. B. Dài hơn 5 đến 8 giây. C. Dài hơn 2 giây. D. Dài hơn 3 đến 5 giây. Đáp án là câu D. Dài hơn 3 đến 5 giây. Câu 34. Biển báo này chỉ ra điều gì? A. Một địa điểm khai quật. B. Một đội làm đường đang làm việc. C. Một người điều khiển bằng cờ tại khu vực thi công. D. Một lối đi dành cho người đi bộ. Đáp án là câu B. Một đội làm đường đang làm việc. Câu 35. Tín hiệu tai này cho biết người lái xe có ý định gì? A. Giảm tốc độ hoặc dừng lại. B. Rẽ trái. C. Quay đầu xe. D. Rẽ phải. Đáp án là câu D. Rẽ phải. Câu 36. Nếu bạn đang kéo một xe cắm trại hoặc xe kéo, bạn phải duy trì khoảng cách ít nhất là bao nhiêu xa so với các xe khác? A. 500 feet. B. 600 feet. C. 100 feet. D. 200 feet. Đáp án là câu A. 500 feet. Câu 37. Bất kỳ ai chạy trốn cảnh sát bằng phương tiện cơ giới có thể bị phạt tù không quá A. 4 năm một ngày. B. 5 năm một ngày. C. 2 năm một ngày. D. 3 năm một ngày. Đáp án là câu D. 3 năm một ngày. Câu 38.
Ở cuối hầu hết các đường dốc vào trên đường cao tốc, bạn sẽ thấy cái gì cho phép bạn tăng tốc độ? A. Làn giảm tốc. B. Làn chậm. C. Làn tăng tốc. D. Làn vào. Đáp án là câu C, là làn tăng tốc như trên hình. Câu 39. Khi xe đậu song song đúng cách, bánh xe của bạn ở phía lề đường phải được định vị như thế nào? A. Không quá 30 inch tính từ lề đường. B. Không ít hơn 12 inch tính từ lề đường. C. Không quá 12 inch tính từ lề đường. D. Không ít hơn 40 inch tính từ lề đường. Đáp án là câu C, không quá 12 inch tính từ lề đường. Câu 40. Khi một tài xế khác cố vượt bạn, bạn nên A. Di chuyển vào làn đường bên cạnh và tăng tốc độ. B. Giữ nguyên làn đường của mình và không tăng tốc độ. C. Giữ nguyên làn đường của mình và tăng tốc độ. D. Di chuyển vào làn đường bên cạnh và giảm tốc độ. Đáp án là câu B. Bạn nên giữ nguyên làn đường của mình và không tăng tốc độ. Câu 41. Nếu không có biển báo giới hạn tốc độ giảm tại các khu vực thi công, tài xế phải A. Tuân thủ giới hạn tốc độ hợp pháp thông thường. B. Lái xe với tốc độ hơn 70 dặm một giờ. C. Lái xe với tốc độ dưới 50 dặm một giờ. D. Lái xe với tốc độ 45 dặm một giờ. Đáp án là câu A, cũng phải tuân thủ giới hạn tốc độ hợp pháp thông thường. Câu 42. Hình ảnh này minh họa điều gì? A. Một vạch trắng nét đứt cấm vượt. B. Một chiếc xe có thể quay đầu xe. C. Một tình huống tai nạn do khoảng cách đi sau bị thu hẹp. D. Một vạch trắng nét đứt cho phép vượt. Đáp án là câu D. Một vạch trắng nét đứt cho phép vượt. Câu 43. Tại các giao lộ đường sắt chỉ được đánh dấu bằng biển báo dừng, bạn chỉ nên dừng lại và sau đó đi tiếp khi nào? A. Bạn xác định rằng có đủ chỗ cho xe của bạn ở phía đối diện. B. Bạn xác định rằng không có người đi bộ nào đang đến gần. C. Bạn xác định rằng không có tàu hỏa nào đang đến gần. D. Tất cả các câu trên đều đúng. Đáp án là câu D. Tất cả các câu trên đều đúng. Câu 44. Để bảo vệ khỏi ánh sáng chói từ đèn pha của xe phía sau, hãy sử dụng cái gì và điều chỉnh trước khi lái xe? A. Gương ngày và đêm. B. Gương tối màu. C. Gương phản chiếu. D. Bộ lọc ánh sáng. Đáp án là câu A. Sử dụng gương ngày và đêm. Câu 45. Làm thế nào để rẽ trái vào đường cao tốc phân cách tại ngã tư ít xung đột? A. Đi thẳng rồi quay đầu xe. B. Rẽ phải rồi quay đầu xe. C. Bạn không thể tiến tới ngã tư tiếp theo rồi quay đầu xe. D. Vào ngã tư rồi rẽ trái. Đáp án là câu B. Bạn rẽ phải rồi quay đầu xe. Câu 46. Trên đường cao tốc liên bang, các xe chậm hơn phải đi ở đâu trừ khi vượt? A. Trên lề đường. B. Ở làn đường ngoài cùng bên trái. C. Ở làn đường giữa. D. Ở làn đường ngoài cùng bên phải. Đáp án là câu D, ở làn đường ngoài cùng bên phải. Thì câu này mình cũng có gặp rồi, tuy nhiên là các cách đặt câu hỏi thì hơi khác ngôn từ một chút xíu. Câu 47. Câu nào sau đây là sai? A. Quay đầu xe ở vị trí có biển báo No U-turn. B. Bạn chỉ nên quay đầu xe khi an toàn. C. Không được quay đầu xe ở khúc cua hoặc gần đỉnh đồi. D. Một số thị trấn và thành phố không cho phép quay đầu xe. Đáp án là câu A. Câu này mình chọn câu sai, thì câu A quay đầu xe ở vị trí có biển báo No U-turn là câu này sai. Câu 48. Nếu bạn đang lái xe trên đường hai làn, an toàn nhất là lái xe của bạn ở đâu trên làn đường? A. Ở phía bên phải. B. Ở bất kỳ phần nào. C. Ở giữa. D. Ở phía bên trái. Đáp án là câu C, ở giữa. Câu 49. Các sọc chéo màu vàng được sơn trên một số đường phố và xa lộ cho biết A. Đường đang hẹp lại. B. Có chướng ngại vật trên đường. Hoặc A hoặc B. Không phải A hoặc B. Đáp án là hoặc A hoặc B. Câu 50. Thiết bị này có nghĩa là gì? A. Một đường hầm phía trước. B. Một khu vực thi công phía trước. C. Một ngã tư phía trước. D. Một đường sắt giao nhau phía trước. Đáp án là câu D. Một đường sắt giao nhau phía trước. Câu 51. Dãy rung sử dụng rung động và âm thanh để cảnh báo những người lái xe buồn ngủ hoặc mất tập trung rằng họ đang.
A. Đến gần biển báo dừng hoặc tín hiệu giao thông. B. Đến gần khu vực trường học. C. Đến gần khu vực đậu xe hoặc sân chơi. D. Đến gần đường cao tốc. Đáp án là câu A, là đến gần biển báo dừng hoặc tín hiệu đèn giao thông. Câu 52. Người đi bộ khiếm thị có thể mang theo gậy màu gì hoặc sử dụng chó dẫn đường? A. Xanh lá cây. B. Trắng. C. Đỏ. D. Đen. Đáp án là câu B, màu trắng. Câu 53. Biển báo khu vực thi công hoặc khu vực xây dựng thường có A. Chữ đen trên nền vàng. B. Chữ trắng trên nền cam. C. Chữ trắng trên nền vàng. D. Chữ đen trên nền cam. Đáp án là câu D, chữ đen trên nền cam. Câu 54. Trên đường cao tốc phân chia, bạn phải như thế nào trừ khi có biển báo, thiết bị kiểm soát giao thông hoặc cảnh sát hướng dẫn làm khác? A. Không đi ở bên phải giải phân cách. B. Đi ở bên trái giải phân cách. C. Đi ở giữa giải phân cách. D. Đi ở bên phải giải phân cách. Đáp án là câu D, là nên đi ở bên phải ở của giải phân cách. Câu 55. Mũi tên vàng nhấp nháy có nghĩa là gì? A. Bạn phải dừng hẳn theo hướng mũi tên. B. Bạn không được tiến theo hướng mũi tên. C. Bạn có thể đi thẳng. D. Bạn có thể tiến theo hướng mũi tên một cách thận trọng. Đáp án là câu D. Bạn có thể tiến theo hướng mũi tên một cách thận trọng. Câu 56. Khi vào đường chính từ đường riêng, lối ra vào riêng hoặc bãi đậu xe, bạn phải A. Dừng hẳn rồi nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện trên đường chính. B. Giảm tốc độ rồi nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện trên đường chính. C. Dừng hẳn rồi rẽ phải vào đường chính. D. Dừng hẳn rồi rẽ trái vào đường chính. Đáp án là câu A. Dừng hẳn rồi nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, đi xe đạp và các phương tiện trên đường chính. Câu 57. Nếu một xe khác đột nhiên cắt ngang trước mặt bạn, cách tốt nhất để tránh đâm vào xe đó là gì? A. Đạp thắng gấp. B. Đi vào làn đường khác. C. Bấm kèn. D. Nhấc chân khỏi chân ga. Đáp án là câu D. Nhấc chân khỏi chân ga. Câu 58. Trước khi chuyển làn, bạn nên A. Kiểm tra gương chiếu hậu và gương hông xe. B. Kiểm tra phía sau và nhìn vào gương chiếu hậu. C. Kiểm tra gương và nhìn qua vai về phía sau. D. Kiểm tra tốc độ và nhìn qua vai về phía sau. Đáp án là câu C. Kiểm tra gương và nhìn qua vai về phía sau. Câu 59. Biển báo có chữ màu đen trên nền màu cam cung cấp A. Chỉ dẫn tuyến đường và khoảng cách. B. Điều kiện đặc biệt hoặc nguy hiểm ở phía trước. C. Luật và quy định giao thông. D. Thông tin và chỉ dẫn cụ thể cho người lái xe trong khu vực thi công. Đáp án là câu D, là thông tin và chỉ dẫn cụ thể cho người lái xe trong khu vực thi công. Câu 60. Khi nào bạn nên bật đèn pha? A. Khi bạn lái xe trên những con đường xa lạ. B. Khi có thể có người dọc theo đường. C. Khi bạn lái xe trong khu vực đang thi công. D. Trong tất cả các tình huống trên. Đáp án là câu D, trong tất cả các tình huống trên. Câu 61. Khi đến gần người đi bộ đang đi bộ trên đường hoặc băng qua đường, bạn phải A. Bóp kèn, giảm tốc độ và dừng lại. B. Tăng tốc và di chuyển nhanh. C. Sử dụng đèn khẩn cấp. D. Giảm tốc độ, nhường đường và sẵn sàng dừng lại. Đáp án là câu D. Giảm tốc độ, nhường đường và sẵn sàng dừng lại. Câu 62. Nếu bạn thấy một xe đang tới trên làn đường của mình, bạn nên làm gì? A. Giảm tốc độ và bóp kèn. B. Nháy đèn pha. C. Rẽ phải xa nhất có thể một cách an toàn. D. Thực hiện tất cả các bước trên. Đáp án là câu D. Thực hiện tất cả các bước trên. Câu 63. Nếu bạn muốn đổi nhiều làn đường trên đường cao tốc nhiều làn. A. Hãy đổi chúng ở tốc độ cao hơn. B. Hãy đổi hai làn cùng một lúc. C. Hãy đổi chúng ở tốc độ thấp hơn. D. Hãy đổi chúng từng làn một. Đáp án là câu D, hãy đổi từng làn một. Câu 64. Một vạch đôi màu vàng liền ở giữa đường có nghĩa là A. Được phép vượt theo cả hai hướng. B. Không được phép vượt theo cả hai hướng.
C. Phương tiện chỉ được phép đi theo một hướng. D. Tất cả các phương tiện phải dừng lại ở vạch. Đáp án là câu B, không được phép vượt theo cả hai hướng. Câu 65. Vào ban đêm, người lái xe nên sử dụng đèn pha chiếu xa. A. Trong thành phố. B. Ở vùng nông thôn không có xe khác ở gần. C. Trên đường cao tốc. D. Khi họ đang chịu ảnh hưởng của rượu. Đáp án là B. Ở vùng nông thôn không có xe khác ở gần. Câu 66. Khi lái xe trong thành phố, bạn nên cố gắng quan sát ít nhất A. Một dãy nhà phía trước. B. Bốn dãy nhà phía trước. C. Ba dãy nhà phía trước. D. Hai dãy nhà phía trước. Đáp án là A. Một dãy nhà phía trước. Câu 67. Khi xuống dốc, bạn nên A. Chuyển sang số thấp hơn. B. Tăng tốc độ. C. Chuyển sang số cao hơn. D. Bật đèn báo nguy hiểm khẩn cấp. Đáp án là A. Chuyển sang số thấp hơn. Câu 68. Khi bạn đến gần một ngã tư không có biển báo hoặc tín hiệu, bạn nhận thấy một chiếc xe đạp bên trái bạn đã đến trước bạn. Ai có quyền ưu tiên? A. Bạn vì bạn ở bên phải xe đạp. B. Bạn vì xe đạp phải nhường đường cho ô tô. C. Chiếc xe đạp vì nó đến trước. D. Chiếc xe đạp vì nó ở bên trái bạn. Đáp án là C. Là chiếc xe đạp vì nó đến trước. Câu 69. Trên đường nhiều làn, bạn nên tránh lái song song với xe khác vì A. Ai đó có thể tông vào bạn từ phía sau. B. Bạn có thể không nhìn thấy các xe phía sau bạn. C. Ai đó có thể chen vào làn đường của bạn. D. Bạn có thể không nhìn thấy các xe phía trước bạn. Đáp án là câu C. Là ai đó có thể chen vào làn đường của bạn. Câu 70. Chủ động nhìn về phía trước, hai bên và phía sau xe để dự đoán các vấn đề phía trước là một phần của A. Lái xe hung hăng. B. Lái xe mất tập trung. C. Lái xe phòng thủ. D. Lái xe có kỷ luật. Đáp án là C. Lái xe phòng thủ. Câu 71. Nếu bạn đang chuyển làn đường, chuẩn bị vượt xe khác hoặc nhập làn, hãy ra tín hiệu và kiểm tra xe đang đi qua. Trước tiên hãy sử dụng gương chiếu hậu, sau đó A. Kiểm tra điểm mù của xe bạn. B. Kiểm tra phía trước xe bạn. C. Kiểm tra phía sau xe bạn. D. Kiểm tra xe đang tới. Đáp án là câu A. Kiểm tra điểm mù. Câu 72. Có thể sử dụng các bảng mũi tên nhấp nháy hoặc nhiều mũi tên liên tiếp trong khu vực thi công cả ban ngày và ban đêm để làm gì? A. Chuyển hướng người lái xe vào khu vực thi công. B. Hướng dẫn người lái xe vào một số làn đường nhất định. C. Hướng dẫn người lái xe vào một số khu vực đậu xe nhất định. D. Chặn những người lái xe quá tốc độ. Đáp án là câu B. Hướng dẫn người lái xe vào một số làn đường nhất định. Câu 73. Nếu một tài xế khác đang bám đuôi bạn, hành động tốt nhất là A. Di chuyển vào làn đường bên trái và tăng tốc độ. B. Di chuyển vào làn đường bên trái và giảm tốc độ. C. Di chuyển vào làn đường bên phải và dừng lại. D. Di chuyển vào làn đường bên phải và giảm tốc độ. Đáp án là câu D. Chuyển vào làn đường bên phải và giảm tốc độ. Câu 74. Khi bạn thấy cả vạch kẻ vàng liền và vạch kẻ đứt giữa các làn đường giao thông đối diện, bạn không được vượt. A. Nếu vạch kẻ vàng liền nằm ở phía bạn. B. Ở bên cả hai vạch. C. Nếu vạch kẻ vàng liền không ở phía bạn. D. Nếu vạch kẻ vàng đứt ở phía bạn. Đáp án là câu A. Nếu vạch kẻ vàng liền nằm ở phía bạn. Câu 75. Nếu bạn thấy biển báo này, bạn nên A. Giảm tốc độ. B. Điều khiển xe tránh chướng ngại vật sắp tới. C. Tăng tốc độ. D. Rẽ. Đáp án là câu A. Giảm tốc độ. Câu 76. Khi bạn nhìn thấy biển báo đường hình tam giác, bạn phải A. Tăng tốc độ. B. Giảm tốc độ và nhường đường. C. Rẽ phải. D. Dừng hẳn. Đáp án là câu B. Giảm tốc độ và nhường đường. Câu 77. Mũi tên đỏ ổn định có nghĩa là gì? A. Bạn có thể rẽ an toàn theo hướng mũi tên. B. Bạn phải dừng hẳn và sau đó tiếp tục khi thấy an toàn. C. Bạn phải dừng lại và không được đi theo hướng mũi tên.
D. Bạn phải chuẩn bị dừng lại và nhường quyền ưu tiên cho phương tiện ngược chiều trước khi rẽ. Đáp án là C. Bạn phải dừng lại và không được đi theo hướng mũi tên. Câu 78. Khi vào hoặc ra khỏi vòng xoay, bạn phải A. Giữ bên phải, B. Giữ bên trái, C. Tăng tốc độ, D. Đổi làn đường. Đáp án là A. Giữ bên phải. Câu 79. Trên đường phân chia 4 làn xe hoặc đường một chiều, một vạch kẻ màu vàng liền thường đánh dấu A. Điểm cuối của đường, B. Mép trái của lòng đường, C. Giữa đường, D. Mép phải của lòng đường. Đáp án là câu B. Mép trái của lòng đường. Câu 80. Nếu xe của bạn gặp sự cố và cần dừng lại, điều đầu tiên bạn nên làm là gì? A. Hãy tấp xe vào lề đường và tránh xa luồng giao thông. B. Hãy kiểm tra hướng dẫn lái xe của bạn để được trợ giúp. C. Nâng mui xe lên để báo hiệu trường hợp khẩn cấp. D. Dừng xe của bạn trên một con dốc hoặc ngay quanh một khúc cua để có tầm nhìn. Đáp án là A. Hãy tấp xe vào lề đường và tránh xa luồng giao thông. Câu 81. Nếu động cơ của bạn chết máy khi bạn rẽ vào một khúc cua, bạn nên A. Tấp vào lề đường bên phải và dừng lại. B. Cố gắng khởi động lại động cơ trên đường. C. Giữ chặt vô lăng và giữ cho xe thẳng. D. Nhả chân ga. Đáp án là A. Tấp vào lề đường bên phải và dừng lại. Câu 82. Khi có nước trên đường, bạn phải giảm tốc độ để tránh A. Hao mòn, B. Bám đuôi, C. Lực kéo với mặt đường, D. Trượt nước. Đáp án là D. Trượt nước. Câu 83. Câu nào sau đây về quyền ưu tiên là sai? A. Các phương tiện đi vào hoặc băng qua đường từ lối đi riêng phải nhường đường cho tất cả các phương tiện đi ngược chiều. B. Tại ngã tư chữ T không có đèn tín hiệu, phương tiện trên đường đi qua phải nhường đường cho phương tiện trên đường kết thúc. C. Các phương tiện rẽ trái phải nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều. D. Người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ tại các ngã tư không có biển báo. Đáp án là B. Mình chọn câu sai thì ở đây đáp án B là sai. Câu 84. Nếu đường ngang giao nhau với đường sắt không có thiết bị cảnh báo hoặc chỉ có biển báo giao cắt, bạn nên A. Dừng lại trong phạm vi 100 feet tính từ đường ngang giao nhau với đường sắt. B. Tăng tốc độ và băng qua đường ngang giao nhau với đường sắt. C. Giảm tốc độ và sau đó tiến hành một cách thận trọng. D. Sang số và tiến qua đường ngang giao nhau với đường sắt. Đáp án là câu C. Nên giảm tốc độ và sau đó tiến hành một cách thận trọng. Câu 85. Khi nào thì được phép sử dụng lề đường để vượt xe phía trước bạn? A. Nếu xe dừng lại vì lý do khẩn cấp. B. Nếu xe đang rẽ trái. C. Nếu xe đang rẽ phải. D. Không bao giờ. Đáp án là D. Không bao giờ. Câu 86. Khi hai xe gặp nhau trên một con đường núi dốc mà không xe nào có thể vượt qua, thì xe nào có quyền ưu tiên? A. Cả hai xe. B. Xe đang lên dốc. C. Xe đang xuống dốc. D. Xe nào đến trước? Đáp án là câu B. Xe đang lên dốc có quyền ưu tiên. Câu 87. Một vạch trắng rộng được sơn ngang qua làn đường giao thông trước ngã tư được gọi là A. Vạch nhập làn, B. Vạch dừng, C. Vạch qua đường, D. Vạch nhường đường. Đáp án là B. Vạch dừng. Câu 88. Biển báo này có nghĩa là gì? A. Một đoạn đường dốc xuống phía trước hãy kiểm tra phanh của bạn. B. Một ngọn đồi phía trước hãy tăng tốc độ của bạn. C. Một khu vực trũng phía trước, xe tải không được phép đi qua. D. Trơn trượt khi ướt, không được phép vượt xe tải. Đáp án là câu A. Một đoạn đường dốc xuống phía trước hãy kiểm tra phanh của bạn. Câu 89. Tại ngã tư không có biển báo dừng hoặc tín hiệu giao thông, bạn phải nhường đường cho ai? A. Xe đi thẳng phía trước. B. Xe đi đến từ bên phải. C. Xe đi đến từ phía sau. D. Xe đi đến từ bên trái. Đáp án là câu B. Phải nhường cho xe đến từ bên phải. Câu 90. Bạn có thể rẽ trái khi đèn đỏ nếu bạn đang rẽ từ A. Làn bên phải của đường một chiều vào đường một chiều khác.
B. Làn bên trái của đường một chiều vào đường một chiều khác. C. Làn bên trái của đường một chiều vào đường hai chiều. D. Làn bên phải của đường một chiều vào đường hai chiều. Đáp án là câu B, là rẽ trái khi đèn đỏ nếu bạn đang rẽ từ làn bên trái của đường một chiều vào đường một chiều khác. Câu 91. Biển báo này chỉ ra điều gì? A. Có công trình xây dựng phía trước giảm tốc độ xuống 45 dặm một giờ. B. Lái xe với tốc độ 45 dặm một giờ. C. Có vùng giới hạn tốc độ phía trước, hãy chuẩn bị giảm tốc độ xuống 45 dặm một giờ. D. Có xe đang nhập làn phía trước, không tăng tốc độ lên 45 dặm một giờ. Đáp án là C. Biển báo này chỉ ra có vùng giới hạn tốc độ phía trước, hãy chuẩn bị để giảm tốc độ xuống 45 dặm một giờ. Câu 92. Bạn đang đi trên đường hai làn. Nếu một chiếc xe phía trước bạn dừng lại nhường đường cho người đi bộ thì bạn phải A. Báo hiệu cho xe dừng lại đi đường vòng. B. Đổi làn và vượt xe đó nhanh chóng. C. Giảm tốc độ và vượt xe chậm. D. Không vượt xe dừng lại. Đáp án là câu D. Không nên vượt xe đang dừng. Câu 93. Khi bạn đậu xe và để xe trên đường, bạn không nên A. Hạ cửa sổ. B. Kéo phanh tay. C. Tắt động cơ. D. Khóa đánh lửa. Đáp án là A. Hạ cửa sổ. Câu này khá là dễ. Câu 94. Trong vòng xoay, bạn phải lái xe theo hướng nào? A. Ngược chiều kim đồng hồ. B. Theo hướng đi của xe đi ngược chiều. C. Theo chiều kim đồng hồ. D. Bất kỳ hướng nào. Đáp án là A. Trong vòng xoay thì luôn lái xe theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Câu 95. Nếu bạn phải đậu xe trên đường, hãy đậu xe của bạn. A. Càng xa vạch vàng càng tốt. B. Càng xa luồng giao thông càng tốt. C. Càng xa lề đường càng tốt. D. Càng gần giữa đường càng tốt. Thì đáp án là câu B. Càng xa luồng xe cộ càng tốt. Câu 96. Khi chuyển làn đường, tất cả các thao tác sau đây đều là thao tác đúng trừ. A. Nhìn qua vai theo hướng bạn định di chuyển để kiểm tra điểm mù. B. Không rời mắt khỏi đường phía trước quá một khoảnh khắc. C. Xoay vô lăng khi bạn quay đầu để kiểm tra điểm mù. D. Nhìn vào gương chiếu hậu và gương hông xe. Đáp án là câu C. Ở đây người ta kêu mình tìm ra một thao tác sai khi mà chuyển làn đường thì đáp án là C. Xoay vô lăng khi bạn quay đầu để kiểm tra điểm mù là sai. Thành ra câu C là đáp án. Câu 97. Câu nào sau đây về đường ray xe lửa là sai? A. Bạn phải nhường đường cho xe lửa đang chạy qua. B. Bạn nên kiểm tra xem có nhiều hơn một đường ray trước khi băng qua không? C. Không bắt đầu băng qua nếu không có chỗ cho xe của bạn ở phía đối diện. D. Nên chuyển số khi băng qua đường ray xe lửa. Đáp án là câu D. Nên chuyển số khi băng qua đường ray xe lửa thì câu này là sai. Câu 98. Biển báo này là A. Biển báo cấm vượt trong khu vực thi công. B. Biển báo đường sắt. C. Biển báo sửa chữa đường bộ. D. Biển báo dừng tại vòng xoay. Đáp án là câu B. Đây là biển báo đường sắt. Câu 99. Câu nào sau đây về đường cao tốc là không đúng? A. Vào đường cao tốc một cách nhẹ nhàng bằng cách tăng tốc trên đường dốc vào để phù hợp với tốc độ của phương tiện. B. Đường cao tốc được thiết kế để xử lý an toàn lưu lượng giao thông ở tốc độ cao. C. Hầu hết các đường cao tốc đều có làn giảm tốc để hỗ trợ người lái xe thoát ra. D. Khi sử dụng đường cao tốc, hãy băng qua vạch liền ngay sau khi vào hoặc trước khi thoát ra. Đáp án là câu D. Ở đây mình chọn là câu không đúng. Thành ra đáp án D là câu không đúng. Thì mình chọn D là đáp án. Câu 100. Biển báo này chỉ ra điều gì? A. Xe lăn sẵn có. B. Một trung tâm chăm sóc 3 ngày. C. Một bãi đậu xe dành cho người khuyết tật. D. Một bãi đậu xe của bệnh viện. Đáp án là C. Một bãi đậu xe dành cho người khuyết tật. Câu 101. Một mũi tên hai đầu với một đoạn đầu chỉ thẳng về phía trước và đầu còn lại chỉ sang trái có nghĩa là bạn có thể A. Hoặc đi thẳng về phía trước hoặc nhập sang trái. B. Chỉ rẽ trái. C. Chỉ rẽ phải. D. Hoặc đi thẳng về phía trước hoặc rẽ trái. Đáp án là câu D. Hoặc đi thẳng về phía trước hoặc rẽ trái.
À, câu A nó cũng gần giống câu D, nhưng mà câu A thì ở đây người ta nói là mở sang trái có nghĩa là nhập làn thì nó không đúng. Còn câu D là mình rẽ trái, có một cái làn riêng để rẽ trái thì đáp án D là đúng hơn. Câu 102. Đi quá gần phía sau xe khác được gọi là A. Bám đuôi, B. Chạy bên hông xe, C. Lái xe hung hăng, D. Lái xe phòng thủ. Đáp án là A. Bám gần xe khác quá gọi là bám đuôi. Câu 103. Bạn phải sử dụng đèn pha trong tất cả các tình huống sau, trừ A. Khi có thể có người dọc theo đường, B. Khi có sương mù tuyết hoặc mưa lớn, C. Trên những con đường xa lạ, D. Trong khu vực đang thi công. Đáp án là B. Khi có sương mù tuyết hoặc mưa lớn. Câu 104. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào là dấu hiệu của cơn thịnh nộ trên đường? A. Bám đuôi xe khác, B. Bấm kèn quá nhiều, C. Ép xe ra khỏi đường, D. Tất cả các hành vi trên. Đáp án là câu D. Tất cả các hành vi trên. Câu 105. Đèn vàng nhấp nháy có nghĩa là bạn phải A. Quay đầu xe, B. Giảm tốc độ và tiến hành thận trọng, C. Tăng tốc để qua ngã tư, D. Dừng hẳn. Đáp án là câu B. Giảm tốc độ và tiến hành một cách thận trọng. Câu 106. Trên đường cao tốc có 3 làn xe trở lên đi theo một hướng. Các phương tiện di chuyển nhanh phải sử dụng làn nào? A. Làn giữa, B. Làn trái, C. Làn phải, D. Làn giảm tốc. Đáp án là câu B. Xe đi nhanh thì sử dụng làn bên trái. Câu 107. Vạch nào chỉ ra chỗ đậu xe cho người khuyết tật? A. Vạch kẻ đường màu vàng, B. Vạch kẻ đường màu xanh dương, C. Vạch kẻ đường màu đỏ, D. Vạch kẻ đường màu trắng. Đáp án là B. Vạch kẻ đường màu xanh dương. Câu 108. Tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ không có biển báo, bạn phải A. Tăng tốc độ và băng qua trước người đi bộ, B. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ, C. Ra hiệu ý định của bạn và đi tiếp, D. Dừng lại và yêu cầu người đi bộ băng qua đường nhanh chóng. Đáp án là B. Nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ. Câu 109. Biển báo này cảnh báo người lái xe rằng đây là A. Đường hai chiều, B. Đường quanh co, C. Đường trơn trượt, D. Đường xuống dốc. Đáp án là B. Đây là biển báo đường quanh co. Câu 110. Để thực hiện nhập làn kiểu khóa kéo, A. Hãy nhập làn sớm khi bạn thấy một làn đường sắp kết thúc, B. Hãy giữ nguyên làn đường hiện tại cho đến điểm hợp nhất, C. Hãy đổi 3 làn đường cùng một lúc, D. Hãy tăng tốc độ và lái xe trên lề đường nếu không có chỗ để nhập làn. Đáp án là B. Hãy giữ nguyên làn đường hiện tại cho đến khi đến điểm hợp nhất là điểm nhập làn. Câu 111. Trước khi vượt xe khác, A. Hãy lái xe ra khỏi phần đường nhựa hoặc phần đường chính, B. Hãy quan sát tình trạng đường xá và giao thông phía trước, C. Hãy vượt xe bên trái nếu tài xế đang ra hiệu rẽ trái, D. Hãy thực hiện tất cả các bước trên. Đáp án là B. Khi vượt xe khác thì quan sát tình trạng đường xá và giao thông ở phía trước. Câu 112. Những thứ có thể khiến bạn mất tập trung khi lái xe bao gồm A. Kiểm tra điểm mù, B. Thường xuyên kiểm tra tình hình giao thông phía sau, C. Nhắn tin và nói chuyện điện thoại, D. Luôn kiểm tra gương. Đáp án là câu C. Nhắn tin và nói chuyện điện thoại. Câu 113. Vạch nào chỉ ra mép ngoài của làn đường giao thông và chỉ có phương tiện giao thông di chuyển đến hoặc đi từ lề đường mới được vượt qua? A. Vạch liền màu vàng, B. Vạch đứt màu trắng, C. Vạch liền màu trắng, D. Vạch đứt màu vàng. Đáp án là câu C. Vạch liền màu trắng. Câu 114. Bạn phải giảm đèn pha xuống mức thấp bất cứ khi nào bạn ở trong phạm vi bao nhiêu feet của một chiếc xe đang tới gần? A. 1.000, B. 300, C. 200, D. 500. Đáp án là câu A. 1.000 feet. Câu 115. Nếu bạn bị mất giấy phép lái xe vì một hành vi vi phạm khác ngoài DWI hoặc điều khiển phương tiện giao thông bất hợp pháp, lệ phí cấp lại sẽ là bao nhiêu? A. 20 đô, B. 30 đô, C. 100 đô, D. 50 đô. Đáp án là B. 30 đô.
Câu 116. Đèn pha của bạn phải được bật bất cứ khi nào bạn không thể nhìn rõ ít nhất là bao nhiêu feet ở phía trước? A 500, B 1000, C 250, D 100. Đáp án là câu A. 500 feet ở phía trước. Câu 117. Nếu bạn từ chối xét nghiệm hóa chất để kiểm tra nồng độ cồn hoặc ma túy, giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi trong ít nhất là bao lâu? A 30 ngày, B 6 tháng, C 1 năm, D 90 ngày. Đáp án là C. Sẽ bị thu hồi trong ít nhất là 1 năm. Câu 118. Nếu bạn đang lái xe trên đường hai làn, an toàn nhất là lái xe của bạn ở đâu trên làn đường của bạn? A ở phía bên phải, B ở phía bên trái, C ở giữa, D ở bất kỳ phần nào? Đáp án là C. Lúc nào cũng nên lái xe ở giữa làn đường của mình. Câu 119. Nếu bạn bị kết tội lái xe với tốc độ trên 100 dặm một giờ, giấy phép lái xe của bạn sẽ bị thu hồi trong ít nhất bao lâu? A 2 năm, B 30 ngày, C 1 năm, D 6 tháng. Đáp án là câu D, 6 tháng. Câu 120. Vi phạm DWI lần thứ tư trong 10 năm có thể dẫn đến mất quyền lái xe trong tối đa là bao nhiêu năm? A 4, B 5, C 2, D 3. Đáp án là câu A, tối đa 4 năm. Câu 121. Ở Minnesota, lề đường được sơn màu vàng có nghĩa là tài xế A chỉ được dừng ở đó đủ lâu để chất hoặc dỡ hàng hóa. B không được dừng hoặc đậu xe ở đó. C có thể dừng ở đó cho đến khi đường thông thoáng để đi qua. D chỉ được dừng ở đó đủ lâu để rẽ nhanh. Đáp án là câu A. Lề đường được sơn màu vàng chỉ được dừng đủ lâu để chất hoặc dỡ hàng. Câu 122. Nếu một tài xế Minnesota dưới 21 tuổi bị kết tội lái xe khi có bất kỳ lượng cồn nào trong cơ thể, giấy phép lái xe của người đó sẽ bị đình chỉ trong bao nhiêu ngày? A 30, B 90, C 60, D 180. Đáp án là A 30 ngày. Câu 123. Nếu bạn thấy chữ S màu vàng nhấp nháy phía trên làn đường của bạn, nó có nghĩa là gì? A. Tiến hành thận trọng. B. Làn đường này đã đóng. C. Bạn chỉ có thể rẽ trái từ làn đường này. D. Hãy chuyển sang làn đường khác ngay khi thấy an toàn. Đáp án là câu C. Bạn chỉ có thể rẽ trái từ làn đường này. Câu 124. Nếu xe của bạn bị hỏng vào ban đêm, hãy sử dụng cái gì để ngăn ngừa tai nạn? A. Đèn pha chiếu xa trước rồi đến đèn pha chiếu gần. B. Đèn nháy khẩn cấp. C. Số cao hơn trước rồi đến số thấp hơn. D. Tín hiệu tay và cánh tay và đèn pha chiếu xa đồng thời. Đáp án là câu B. Nếu mà xe bị hư vào ban đêm thì sử dụng đèn nháy khẩn cấp. Câu 125. Một cái gì cung cấp cho bạn sự bảo vệ tốt nhất có thể trong một vụ tai nạn xe hơi và do đó nó là biện pháp phòng thủ tốt nhất của bạn chống lại người lái xe say rượu? A. Cần gạt nước kính chắn gió. B. Đệm ghế cong. C. Dây an toàn. D. Bộ dụng cụ dành riêng cho ô tô. Đáp án là C. Dây an toàn. Câu 126. Các phương tiện đang đến gần vòng xoay phải. A. Nhường đường cho các phương tiện trong vòng xoay. B. Đi vào vòng xoay ở bên trái của đảo trung tâm. C. Dừng hẳn và đợi cho các phương tiện trong vòng xoay thông thoáng. D. Đi vào vòng xoay với tốc độ 35 dặm một giờ. Đáp án là câu A. Đương nhiên lúc nào xe đến gần đều phải nhường đường cho xe đã ở trong vòng xoay. Câu 127. Biển báo này chỉ ra điều gì? A. Không được phép lưu thông theo hướng đã chỉ. B. Phía trước có đường một chiều. C. Phía trước có khu vực cấm vượt. D. Phía trước có đường hai chiều. Đáp án là D. Phía trước có đường hai chiều. Câu 128. Bạn phải làm gì khi có xe buýt trường học dừng lại với đèn đỏ nhấp nháy và tay dừng được kéo dài ở phía bên kia đường? A. Không dừng lại. B. Dừng lại. C. Chậm lại. D. Di chuyển nhanh. Đáp án là B. Dừng lại. Câu 129. Nếu bạn bị lỡ lối ra ở vòng xoay thì bạn nên làm gì? A. Quay đầu xe và lái xe cho đến khi bạn đến lối ra. B. Đi vòng lại cho đến khi bạn đến lối ra. C. Đi theo lối ra tiếp theo. D. Lùi lại cho đến khi bạn đến lối ra. Đáp án là câu B. Bạn đi vòng lại cho đến khi bạn đến lối ra. Câu 130.
Nếu một chiếc xe đạp bên phải bạn đến một ngã tư không có đèn tín hiệu cùng lúc với bạn, thì bạn phải A. Hãy đi chậm cùng với chiếc xe đạp đó. B. Hãy đi vì bạn có quyền ưu tiên. C. Yêu cầu người đi xe đạp chuyển làn. D. Hãy nhường đường cho xe đạp. Đáp án là D. Hãy nhường đường cho xe đạp. 1.31. Các triệu chứng ban đầu của ngộ độc khí carbon monoxide là gì? A. Mệt mỏi đột ngột. B. Chóng mặt. C. Đau đầu. D. Bất kỳ hoặc tất cả các triệu chứng trên. Đáp án là D. Bất kỳ hoặc tất cả các triệu chứng trên. Câu 132. Cái gì của bạn giữ cho đầu và ngực của bạn không đập vào bảng điều khiển hoặc kính chắn gió trong một vụ va chạm? A. Dây an toàn vai. B. Dây an toàn bụng. C. Vô lăng. D. Tựa đầu. Đáp án là A. Là dây an toàn qua vai. Câu 133. Ở Minnesota, khi bạn vượt qua một chiếc xe đạp đang chạy theo hướng của bạn, thì bạn phải để lại ít nhất là khoảng cách bao xa giữa bên hông xe bạn và chiếc xe đạp? A. 3 feet. B. 6 feet. C. 10 feet. D. 5 feet. Đáp án là A. 3 feet. Rồi như vậy, đó là 133 câu hỏi ôn tập lý thuyết lái xe của tiểu bang Minnesota. Nếu mà quý cô chú anh chị các bạn thấy video này giúp ích cho cả nhà trong khi mình ôn tập á, thì hãy để cho Lụa một like và đi thi về. Nếu mình đậu hoặc là mình có gặp những câu nào có khó thì xin để lại ý kiến ở phần bình luận để những người sau người ta biết để tham khảo và thi tốt hơn nha. Xin hãy subscribe để theo dõi những video tiếp theo trên channel Lụa Cuộc Sống Mỹ. Xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Chúc cả nhà thi đậu ở kỳ thi lý thuyết lái xe ở lần đầu tiên. Xin chào.